Ford Tourneo là một phần quan trọng trong kế hoạch One Ford của hãng xe Mỹ nhằm mang lại trải nghiệm tối ưu cho khách hàng Việt. Những sản phẩm ưu việt như Tourneo và dịch vụ sau bán hàng toàn diện là các yếu tố quan trọng khiến Ford trở thành hãng xe có độ hài lòng khách hàng tốt nhất tại thị trường Việt Nam, theo khảo sát của JD Power, hãng nghiên cứu số liệu thị trường nổi tiếng của Mỹ. Và để bắt đầu chương trình bây giờ, tôi xin trọng được giới thiệu ông Nguyễn Văn Khải lên phát biểu được hay giới thiệu tập huấn luyện mới của ngày hôm nay. Trước tiên cảm ơn Nguyễn Văn Khải đã cùng cậu giống như là yêu mến chúng tôi qua trong suốt thời gian vừa qua. Hôm nay Khải rất là vinh dự được giới thiệu cho tất cả mọi người thấy dòng sản phẩm mới, một cái dòng sản phẩm cho gia đình cũng giống như là một đối tác. Khi chúng ta đi trên những cái đường xe và các sự thoải mái và tiện nghi, đó là dòng xe Tourneo mới hoàn toàn mới của Ford và cũng được chính thức ra mắt vào tháng 10 vừa rồi. Và hôm nay chúng tôi Ford sẽ đại diện cùng với lại Ford Việt Nam sẽ cùng chính thức ra mắt dòng xe sản phẩm đến ai của khách hàng. Xin mời các khách hàng trước. Xin mời từng vị khách hàng lên có thể cùng anh Khải có thể mở một băng rôn này ra để cho chúng em cảm ơn xin một chú để chúng ta. Chúng ta sẽ nở một tràng vỗ tay để cho Ford Mobi này sẽ ra mắt dòng xe Piran mới 7 chỗ hoàn toàn mới ạ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau khi chúng ta trải nghiệm xong chiếc xe này thì lại như thường lệ, chúng ta sẽ tìm hiểu về bên ngoài và bên trong. Trước tiên, tôi thấy một chiếc xe nhìn khá nhang nhác với chiếc Ford Transit, thực sự là như vậy. Có thể coi đây là đàn em của Transit, nhưng nếu mà nhìn vào chi tiết thì các bạn sẽ thấy nó đẹp hơn Transit rất nhiều. Chúng ta có cụm đèn projector rất là sáng sủa, chúng ta có cái gương mặt cười giống như kiểu Ford Fiesta, cũng sáng sủa và đẹp hơn rất nhiều. Hơn nữa chúng ta sẽ có mạ chrome ở đây, rồi viền chrome, tất cả những cái viền chrome ở phần cản trước, nó cũng sẽ làm cho cái xe này thêm bạch bao hơn. Về mặt trang bị thì ở phía trước chúng ta sẽ có 4 cái cảm biến va chạm, đằng sau cũng có 4 cảm biến. Tổng cộng chúng ta sẽ có 8 cảm biến tất cả. Nếu mà nói về cái khuôn mặt thì tôi sẽ ưng nhất cái bộ đèn này, nhìn nó khá là có hồn và cái gương mặt rất là thân thiện, một cái gương mặt cười rất đáng yêu. Phiên bản Tonio mới nhất mang trong mình thiết kế châu Âu và hàng loạt công nghệ đáng chú ý. Cụm đèn trước độc đáo với dải đèn LED định vị ban ngày và lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn tạo nên hình ảnh năng động, hiện đại đặc trưng cho Ford Tonio. Bước sang phần thân xe thì chúng ta sẽ có những cái nếp gấp, nhìn cái xe nó không bị quá nhàm chán, nó vẫn đem lại cái vẻ gọi là tinh tế nhất định. Ngay cả đến những cái chi tiết nhỏ như tay nắm cửa, nó cũng được có những cái viền chrome, rồi cái bậc để chân lên rất là tinh tế, tôi đánh giá cao. Những cái chi tiết nhỏ như thế này nó không làm cho chiếc xe bị quá dịch vụ. Cái gương có cái xi nhan ở đây rất to. Cái bộ mâm thì không được trang bị mâm to lắm. Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ dễ hiểu bởi vì nó sẽ làm êm hơn với cái bộ lốp dày và giảm tiếng ồn hơn. Tuy nhiên như chúng ta đã trải nghiệm thì tôi thấy hơi ủ ủ, có lẽ nó phát sinh biết đâu từ cái bộ lốp chưa thực sự rất cao cấp, không biết thế nào nữa, có lẽ thôi, đây là cảm nhận riêng của cá nhân tôi. Ở phần kính thì chúng ta có cái kính trước là trong, nhưng kính cửa sau và hàng ghế thứ ba đều là màu đen chống chói, thì đây cũng là một chi tiết mà tôi đánh giá cao, tăng thêm cái vẻ gọi là cao cấp, thậm chí có thể gọi là chút gì đó sang chảnh cho chiếc xe này. Tonio có kích thước ngoại vi rất rộng rãi, phù hợp với nhu cầu di chuyển với 7 người và đầy đủ hành lý. Xe có chiều dài 4.976mm, chiều rộng 2.095mm, chiều cao lên tới 1.990mm và chiều dài cơ sở đạt mức 2.933mm. So với Kia Sedona, Tonio ngắn hơn 139mm, rộng hơn 110mm và cao hơn 235mm. Xe có khoảng sáng gầm 149mm, thấp hơn Kia Sedona 14mm. Như vậy, Ford Tonio có kích thước hoàn toàn có thể so sánh với mẫu MPV Hàn Quốc, nhưng lại có giá bán ưu đãi hơn hẳn. Bước về phần đuôi xe, có lẽ nhiều người sẽ nói rằng ồ, cái đuôi xe gì mà vuông trần trặng như này, nhìn hơi buồn, nhưng không. Tôi không biết khẩu vị của các bạn như nào, chứ tôi thực sự thích cái đuôi nó vuông chằn chặn như thế này, nó rất là khỏe mạnh. Và nó có những cái viền chrome to trang trí như thế này cũng khá bảnh, khá là bảnh đấy. Cửa kính phía sau tối màu này, chúng ta sẽ có camera lùi này. Tuy nhiên mở lên thì chúng ta sẽ mở bằng tay thôi, chứ không phải là điện. Đó. Một điều đặc biệt là khi mà bạn dựng cả ba hàng ghế lên, ngồi rộng rãi thoải mái cho cả ba người. Nhưng với chiếc xe MPV này, hàng để đồ ở phía cuối vẫn đủ rộng. Các bạn có thể thấy chúng tôi để rất nhiều, nào là vali, ba lô, rất nhiều thiết bị của chúng tôi ở phía sau này. Không có vấn đề gì phải phàn nàn cả. Kéo cốp xuống. Phần đuôi xe cũng mang thiết kế vuông vức giống với Ford Transit, nhưng cửa hậu được thiết kế mở hất lên với công tắc đóng mở điện và hai xi lanh thủy lực cỡ lớn. Nhờ đó, thao tác mở cửa cốp rất nhẹ nhàng và không tốn sức, phù hợp với nhóm khách hàng doanh nhân. Bước vào khoang nội thất, như tôi đã giới thiệu, cái vô lăng nó tương đồng với chiếc Ford Focus mà chúng ta khá quen thuộc từ đời 2012 đến 2015. Tuy nhiên, nếu xét về mặt tổng thể thì chúng ta vẫn toát lên một cái gì đó nó cao cấp. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn sẽ sở vào một số những cái chất liệu nhựa cứng ở đây. Mặc dù là nhựa cứng nhưng về độ hoàn thiện tương đối là ấn tượng. Kết hợp với những cái viền nhỏ nhỏ ở cửa gió điều hòa màu chrome, hoàn toàn đem lại cái sự sáng sủa cho cái khoang nội thất này.
cái màn hình ở đây nó nổi bật và cũng dễ nhìn. Chúng ta có cửa kính chỉnh điện cho cả hai bên phía trước, chúng ta có gương chỉnh điện. Tiếp theo chúng ta sẽ có ghế chỉnh điện 10 hướng. Wow, những 10 hướng cho ghế lái. Nhưng ghế hành khách bên cạnh chỉnh cơm. Về chất liệu da thì tôi đánh giá cái da này nó chỉ đạt được mức độ cao cấp thôi. Còn nếu như mà ai đó gọi cái da này là sang trọng thì tôi xin phép phủ nhận cái điều đó. Nhưng về độ cao cấp thì tôi nghĩ rằng có thể chấp nhận được. Cần số thì nó đã chuyển lên chỗ bản táp lô rồi, khá gần. Và cái cần số này thì nó không xấu một chút nào. Có cả nút cộng trừ ở đây để các bạn có thể vào số hay về số, rất là hay. Đó, đây là một cái hay của chiếc xe Ford này. Chúng ta có hệ thống chỉnh điều hòa tự động ở đây. Và tôi rất thích cái tính năng Max AC ở đây, các bạn hãy nghe. Không biết các bạn có nghe thấy không? Nó làm mát trong chỉ 1,5 nốt nhạc, rất nhanh. Và thực sự là lạnh, Đó, thì cái vị trí này là cái vị trí mà lúc nãy tôi đã cầm vô lăng để lái, để điều khiển, khá là thoải mái. Bây giờ chúng ta sẽ ra đằng sau để xem là với cái vị trí tôi ngồi ở đây, với hai người ngồi lần lượt ở các vị trí đằng sau, thì cái xe MPV 7 chỗ này nó có thực sự rộng như những gì các bạn nhìn thấy hay không? Xin mời. Những tiện ích cho tài xế bao gồm ghế lái có thể điều chỉnh điện 10 hướng, bệ cần số, màn hình và bảng điều khiển được đẩy lên cao, tăng cường tính tiện dụng và tầm nhìn. Vô lăng bọc da chỉnh 4 hướng đi kèm nút điều khiển tiện dụng. Bên cạnh đó, tính năng kiểm soát hành trình Cruise Control sẽ góp phần tạo nên sự thoải mái cho tài xế trong cả hành trình. Rồi, tôi đã bước vào hàng ghế thứ hai và bây giờ tôi sẽ kéo xuống hết để rộng hết ra ạ. Rồi. Ôi, anh ơi, ở đây không ai làm việc cả. Có nhìn chân không? Ok. Tất nhiên rồi, không ai làm thế cả bởi vì đây tôi thừa hàng mét, cho nên tôi sẽ đẩy lên trên. Sao rồi? Nữa không? Như thế này thì còn thoải mái hơn hàng ghế này của một số chiếc SUV giá cày. Tôi vẫn còn chỉnh được nữa đây này. Đây. Đấy. Thoải mái chưa? Bây giờ không phải chỉ là thoải mái mà là rất thoải mái đó. Tôi có một chỗ hốc ở đây cho giày vào, cả bàn chân vào luôn. Thực sự thì ngồi sau như thế này thì đi đường dài quá ổn. Với tôi thì chắc các bạn chỉ cần nhìn hình thôi, tôi sẽ không cần phải nói nhiều nữa. Ở trong khoang phía sau thì các bạn có một cái hành lang đi đi lại lại ở đây cũng khá thoải mái, hoặc là để vali, để túi sách gì đây cũng ổn. Ở phía đằng trước tôi thì có hệ thống chỉnh điều hòa nhá, điều hòa phía sau luôn này đó, thoải mái luôn. Hàng ghế thứ ba của anh Vĩ có điều hòa không? Có mát không? Có đủ 3 cửa gió điều hòa cho 3 chỗ và tôi rất thích kiểu cửa gió ở bên trên này. Nó là mát cả người được. Một số xe cỡ nhỏ thì cửa gió họ để ở cái bụng, cái tay đây. Thì như thế chỉ mát được chân thôi, rất bất tiện. Còn phía sau nữa, điều tôi thích là có thể ngả ghế đây. Đó, xem cách được bao nhiêu. Ồ, thực sự không quá kém hàng ghế thứ hai của anh là nhiều đâu. Có thể ngủ được đấy, rất thoải mái. Khoang hành khách của Ford Tourneo, tôi nghĩ rằng bới lông tìm vết cũng khó để mà chê. Điểm ấn tượng nhất của những mẫu xe đa dụng như Ford Tourneo là không gian nội thất rộng rãi cùng trang bị tiện nghi bên trong. Toàn bộ ghế được bọc da đối với phiên bản Titanium, ghế ngồi phiên bản chen bọc nỉ, mọi ghế ngồi trên xe đều có thiết kế rộng, ôm trọn vai người ngồi cùng độ nghiêng lớn, giúp hành khách quên đi mệt mỏi trên hành trình dài. Ba hàng ghế với 7 chỗ ngồi được sắp xếp hợp lý và linh hoạt, cùng sàn xe phẳng, trần cao, tạo nhiều khoảng trống để di chuyển dễ dàng trong xe. Đặc biệt, hàng ghế thứ ba còn có thể gập độc lập từng lưng ghế phẳng xuống như mặt bàn hoặc gỡ bỏ khi cuộn lật lên theo tỷ lệ 60-40, cho phép hành khách có thêm không gian chứa đồ nếu chỉ di chuyển với 4 người trên xe. Chưa dừng lại ở đó, hàng ghế thứ hai của Ford Tourneo có bệ tì tay độc lập và có thể trượt lên xuống 200mm để tạo không gian thoải mái nhất cho người ngồi. Những tiện nghi khác trên xe còn bao gồm hệ thống điều hòa hai dàn lạnh, hai vùng độc lập với các cửa gió đến từng chỗ ngồi, hệ thống âm thanh 6 loa và cửa sổ trời chỉnh điện trên cả hai phiên bản sẽ mang lại không gian sang trọng và thoải mái cho mọi hành khách trên xe.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, nói gì thì nói, nhưng mà tôi vẫn muốn test thử xem cái động cơ, cái khả năng lái chiếc xe này như thế nào. Để xem nào, cái vô lăng này nó không nhẹ như những chiếc xe bình thường, tất nhiên rồi. Nó cũng khá là tin tay. Chiếc xe này được trang bị động cơ 2.0 EcoBoost, một công nghệ rất nổi tiếng của hãng Ford. 2.0 thôi nhưng mà công suất 203 mã lực và 300 Nm moment xoắn. Nó đạt được ở cái tốc độ vòng tua 3.000 vòng. Nếu như so với những chiếc xe MPV trong cùng phân khúc máy xăng thì chiếc xe này mạnh dạn khẳng định nó bốc và nó thoát hơn. Tiếp theo về cái tầm nhìn thì thôi, có lẽ không cần bàn. Ở chỗ ngồi lái này rất cao và thoáng mênh mông, gọi là không có gì có thể thoáng hơn được nữa, không vướng víu một chút gì cả. Vậy thôi, đi nội thành thì có lẽ như vậy đã là hài lòng rồi. Đặc biệt là cái xe này là cái xe tối ưu để cho việc chở rộng rãi thoải mái. Rồi, tôi sẽ ra đường trường tăng tốc xem nào. Máy xăng EcoBoost 2.0 khá là lì lợm và tôi thực sự thấy hài lòng. Không phải lý do tự nhiên mà một trong những thế hệ động cơ EcoBoost của Ford là động cơ 1.0 EcoBoost đã 3 năm liền giành giải vị trí số 1 thế giới động cơ của năm. Hãy xem. Để mà nói là vượt xe nào vượt được ngay ý, thì là hơi quá lời. Nhưng bạn muốn vượt bạn vẫn dứt điểm được. 300 Nm moment xoắn, hơn 200 mã lực, nó hay hơn cái kiểu mà các bạn chạy một chiếc Ford Everest với 192 mã lực. Thì cái độ vòn của nó, tôi nghĩ rằng cái kiểu máy xăng này nó đáng yêu hơn. Nó mướt và nó lẹ. Nếu như đi bình thường chậm rãi ở trong phố, bạn sẽ không tìm thấy cái niềm vui nhiều ở sau vô lăng chiếc xe này. Thì khi mà bạn đi ra đường trường, bạn lại tự nhiên, ô, cái xe này lái nó cũng phấn khích phết nhỉ. Mình tưởng xe MPV nó như thế nào, nó cũng bình thường thôi. Ai ngờ nó lại được như thế này. Thử xem nhá. Đó, vượt luôn. Chuyển làn đường luôn. Chuyển làn đường đột ngột luôn. Đó. Đi đường trường thì chúng ta còn có cruise control. Tôi thích cái kiểu cruise control gạt cái lẫy ở đây. Nó sẽ không làm bạn phải lúng túng khi mà phải tìm nút ở đâu và phải tìm cái nút nào là nút cancel hay nút nào là nút restart lại, cực kỳ dễ. Tự chung lại ngày hôm nay sau khi chúng ta đã tìm hiểu về tất cả những cái trang bị trên xe, nội ngoại thất và cũng như là những cái bài thử nghiệm chạy trên đường, trong phố, nội thành cũng như là đường trường, thì cái mức giá so với những gì chúng ta nhận được thì tôi thấy Ford Tourneo đáng giá, đáng giá trị. So với mặt bằng chung thì tôi thấy giá còn hơi bị hợp lý, bởi vì nó rẻ nhất phân khúc, có thể tạm coi là như vậy với những cái gì mà nó mang lại cho một chiếc MPV rộng rãi như thế này và với cái khả năng vận hành như thế này. Những ai mà thích kiểu rộng rãi 7 chỗ kiểu doanh nhân một chút, hoặc là gia đình mà thích nó cao cấp một chút, tôi nghĩ rằng các bạn nên thử Ford Tourneo xem nó có hài lòng không. Và sau khi thử, hãy vui lòng comment ở phía dưới này xem ý kiến của bạn như thế nào, chúng ta sẽ cùng trao đổi. Đừng quên subscribe kênh YouTube của chúng tôi và bấm vào nút chuông để theo dõi những video mới nhất thường xuyên hơn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tôi đi lên núi chơi đây, bye bye. Ford Tourneo được trang bị động cơ xăng EcoBoost dung tích 2.0 lít, công suất lên tới 203 mã lực tại vòng tua máy 5.500 vòng trên phút và lực moment xoắn cực đại 300 Nm tại 3.000 vòng trên phút. So với động cơ nạp khí tự nhiên có công suất tương đương, động cơ EcoBoost có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn 20%. Đây là những thông số vượt trội so với các mẫu xe đa dụng trong tầm giá 1 tỷ đồng. Kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hàng loạt hệ thống điện tử tiên tiến như hệ thống phanh ABS, cân bằng điện tử ESP, chống trơn trượt TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA, Ford Tourneo hứa hẹn mang lại những hành trình đầy hứng khởi và an toàn cho khách hàng Việt Nam.
Phiên bản Ford Tourneo Titanium cao cấp nhất có giá niêm yết 1 tỷ 069 triệu đồng, rẻ hơn bản cao cấp nhất của Kia Sedona 360 triệu đồng.